Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Senegal kể từ khi tân tổng thống của quốc gia Tây Phi này, ông Bassirou Diomaye Faye, nhậm chức vào đầu tháng 4. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với tổng thống Diomaye Faye, ông Charles Michel cho biết Liên minh châu EU cam kết hỗ trợ Senegal giải quyết các khó khăn trong phát triển đất nước, cải thiện điều kiện sống của người dân, đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với Senegal để giải quyết các vấn đề người di cư. Senegal là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Phi của ông Charles Michel. Sau khi kết thúc chuyến thăm Senegal, ông Charles Michel sẽ đến thăm bờ biển Nga và bên Anh.